Em nghe nói cô Phượng Ý rất là thương anh, cho nên bỏ vô đây để ở với anh. Vậy nên sẵn việc anh Trung ra ngoài đó chơi, đưa cô Phượng Ý về với anh hai luôn. Được vậy thì anh hai mừng lắm. Xin lỗi anh, tôi ghét nhất là người khác buộc tội tôi vô căn cứ. Dạ đây, đây là tấm ảnh tôi chụp được hồi sáng. Nếu như mà nhà báo thích, tôi gửi cho anh đang chơi. Anh ơi, anh ơi, cứu em với. Ngồi xuống hả? Thôi cô già liền đi, chuyện dài lắm. Có khi nào á, người ta làm cái gì cậu Trung với cô Ý rồi đó. Mà mấy người đó là mấy người nào? Tôi không có biết đâu. Hình như là cậu Trung với cô Ý. Có chuyện gì rồi đó, cô về liền đi nha. Chia hai ba lớp mà canh gác. Anh hai cứ yên tâm, con ruồi bay ra cũng không lọt. Con ruồi không lọt, nhưng con người thì lọt đúng không? Anh hai lại không tin tưởng em.